Trời khó chịu quá. Trời, ngủ không được gì hết trơn á. Thôi, nhảy xuống coi phim vậy. Nhảy xuống. Coi phim. Ôi, hôm nay có phim gì không? Trời, cũng không có phim gì hết. Trời ơi, hết phim để coi rồi. Dịch gì mà nhiều quá, nó lại tái xuất hiện cái dịch nó rồi. Không có phim để coi luôn. Xin chào các bạn nha. Núp đây thì đừng quên núp cho, để lại cho núp một núp like, một núp đăng ký, một núp chia sẻ nha. Trời ơi, cho núp đỡ buồn các bạn ơi. Trời, dạo này ngủ cũng không được mà coi phim cũng không xong. Trời ơi, phim thì không có, dịch bệnh thì tràn lan, không hiểu luôn á. Các bạn nhớ ở nhà an toàn đó nha. Đó, ở nhà an toàn xem phim lộn, xem video của núp nè. Đó. Đó, ở nhà an toàn nha, chứ đừng có ra ngoài đường. Ra ngoài đường dịch đồ ghê lắm. Đó, ở nhà xem video của núp thôi. Like video cho núp nhiều vào, chia sẻ video cho núp nhiều vào để núp ra nhiều video hơn trong những ngày dịch này nha các bạn. Thôi mà hôm nay chán chứ, không có gì để chơi hết trơn. Không có gì chơi hết trơn đó. Thôi, qua nhà anh MK vậy. Thôi, chán thiệt trừ, không biết nhà anh MK có gì để chơi không nữa. Cái nhà to đùng đùng vậy mà không có gì hết trơn á. Chán thiệt sự. Thôi, để qua ngõ cửa nhà anh MK ra. Anh MK! Không! Alo! Ông ơi! Cái gì vậy? Oh no! Mình đồng da sắt mà. Mình đồng da sắt. Da cái sắt. Đâu. Anh mà kêu mày. Anh mà kêu tại sao lại trốn em? Hả? Không, anh đâu có trốn nó đâu. Tại bữa giờ có mấy thằng nhóc hàng xóm nó cứ phá nhà anh hoài cho nên anh mới cài cái bẫy, hiểu không? Xạo sự, mấy nhóc hàng xóm nào, nhóc nào? Nhóc tên nó đúng không? Nhóc đúng không? Nhóc quy nấp. Anh mà kêu. Cái gì? Có quýnh hoài quýnh. Hoài, chưa đâu chưa. Thôi anh MK hôm nay có gì chơi không? Chán quá à. Gì mà chán hoài vậy trời? Ở nhà trời người ta giải trí đi, người ta tắm hồ bơi đồ đi, tập bơi đi. Thôi tập bơi thì nó bị đuối nước đó, nên là không có bơi được. Đó. Nói chung là hôm nay cũng không có gì chơi, chẳng qua là cũng có mấy con quái vật nhẹ nhẹ. Tắt tức em đúng không? Quái vật em nè. Quái vật. Quái vật cái gì mà cùi bắp vậy, không chịu nổi một cái đè. Anh mà ca chết chết quá các bạn ơi. Trời ơi, con gà con gì cho nó đè cái đè. Cái gì vậy? Ê, làm gì vậy? Làm gì vậy? Anh mà ca sẽ chinh quá các bạn ơi. Có nghề nghiệp nghiệp nó quật vô cái đầu nè. Bắt vô cái đầu nè, mất cái đầu luôn. Ôi, hôm nay có con quái vật này đấu đúng không? Đúng rồi, nhưng nó muốn đấu không? Hôm nay á, núp cũng có con quái vật luôn. Nhưng mà hôm nay á, núp sẽ không gọi là dùng cái con Gatter như mọi hôm nữa. Tại vì á, núp thấy con đó chơi con Gatter đó thì đấu với con anh nó dễ quá rồi. Vậy hôm nay núp dùng con gì? Hôm nay núp sẽ dùng con gì? Hôm nay hả? Núp sẽ dùng... hôm nay núp sẽ dùng con gọi là... Crip... Gọi là cái con gì đó? Con gì ta? Đúng rồi! Đó chính là chúa tể Creeper! Ủa anh mà ca biến mất tiêu đâu rồi? Anh bên này nè, anh đi bên hàng rào này. Chúa tể Creeper hả? Đúng vậy mà. Thôi, anh sẽ dùng lại một con cũ mà cũng như là ngang tài ngang sức với lại chúa Gatter, đó chính là con vua xương, được chưa? Cũng được đó. Rồi bây giờ đi, tụi mình đi nè. Đi, ngõ này. Không. Đi lên, đâu có chiếc xe không? Lấy chiếc xe nó ra đi coi. Không có xe, xe điện đụng mà bữa anh lấy còn gì? Anh MK làm hư rồi. Không. Anh quăng xuống nước rồi, quên. Anh vậy là cố tình đúng không? Anh mà không, bữa là lái không biết lái không, không được. Cái xe nó bị chạm không, điện, nó cái nó cố tình nước. Để coi, cố để coi dưới này còn cái xe không? Cái xe nó trôi đi luôn rồi, còn lâu nữa. Rồi luôn, nó trôi đi rồi, thôi anh đi lẹ lẹ. Thiệt sự các bạn ơi, thôi đi qua cái chỗ để chiến đấu thôi các bạn ơi. Let's go. A few moments later. Trời ơi, cái chỗ nào? Nè, đi nó ơi, trời ơi. Cái chỗ nào mà sườn đồi da dốc? Trời ơi, sáng tạo nè. Ui, anh mà ca chọn cái chỗ nào mà sườn dốc gì nó dốc quá ôi, trời. Chỗ này là, nè, nó bay lên cao nè. Đó, nó thấy chưa? Đây mới là đấu trường thiệt nè, thấy chưa? Nhìn xịn thật sự luôn. Rồi. Bây giờ anh đặt con vua sương anh ra trước nha, hay sao? Ok, bây giờ là, từ từ để em lấy trứng của em đã.
Rồi bây giờ anh đặt cái con vua xương của anh trước đi. Nó giảm chết rồi, đặt đây cho hợp lý nè. Ui, rồi xong nó giảm luôn rồi. Nó giảm anh mà cay chết luôn rồi các bạn ơi. Hey. Ui, nó nhìn mình kìa, nhìn sợ. Ui, rồi, bây giờ, ui trời, con vua xương nó đứng. Ui, sao vậy? Bây giờ núp đặt cái con gọi là Creeper, chú tại Creeper đây. Núp, nó nhìn thấy núp rồi kìa, không sao, hãy xem đi. Ui, wow, trời, núp chân rồi, ui, núp mất cái chân rồi, Ê, núp cục bắp. Uầy, Creeper núp nhìn lực thế. Uầy, từ kìa, đó, rồi chú. Ôi, để tao rồi. What the hell? Trời ơi, còn Creeper của núp là one hit, one kill luôn, ghê chưa? No, trời, không, cái hồi nãy chỉ là sơ sức rồi đó bà. Không tin là con vua xương của anh lại không mạnh bằng con Creeper nữa. Ok, bây giờ không tin đúng không? Bây giờ anh Maka, em cho anh đặt lại con gọi là vua xương luôn á. Đặt đây. Đây, anh Maka đâu rồi? Đây. Rồi, đặt đây. Lại con. Ủa rồi. Ủa nó phát rồi. Ủa nó há miệng kìa. Rồi, thử nè. Đây. Ôi da. Trời ơi, nó đạp vô cái đầu anh luôn rồi. Coi vua xương, mày ngon mày tới với con Creeper. Chú tới Creeper đi. Trời, các bạn các bạn thấy chưa? Con Creeper này nhìn nè. Ồ, vua xương quýnh trúng chưa ta? Ờ, đấy, Creeper mất máu liền. Ôi, sao thấy thành máu là gì? Hello. Anh thấy mà, nó mất mấy à? Không thấy, nó mất bao nhiêu vậy? Mất gần nửa cây rồi. Ôi, chết tôi rồi. Ui, đừng nói làm nữa. Sắp tới, dặm đầu á. Đời, nửa cây. Gần. Rồi luôn, sắp chết rồi nha. Một rồi, rồi, chỉ còn 2 hit nữa là nó chết. Rồi, 1 hit nữa là nó sẽ chết nè. Nè. Ha. Trời, con vua xương của anh ghê quá vậy. No. Không được, bây giờ á mình 1v1 vậy là không có biết là phân ai thắng ai bại đó. Bây giờ là mình phải đặt nhiều con ra nó mới hợp lý. Anh chấp núp đặt 3 con trước được chưa? Ok, bây giờ núp đặt không, bây giờ mình phải chơi năm đấu năm đó nó mới hợp lý. Năm đấu năm luôn hả? Này chà, coi chừng là nó phé rồi liếc cái máy luôn á. Rồi, để núp đặt trước nha, xong rồi anh MK mới đặt sau nha. Ok, núp luôn. Đó, đây. Nhìn nè. Từ đặt. Ôi, kiếm chỗ khác đi, cái con vua xương ghê quá. Đặt đâu đây? Nó đặt xe quá, xe nó đánh được. Nó đặt dưới đi. Đây nha, đặt kia nha, năm con nha. 1, 2, 3, 4, 5. Ui ôi, nó đang nở. Nó đang nở kìa. Trời, các bạn thấy chưa? Cái răng của nó, trời, nó ghê, nhìn nó ghê quá. Nó có 2 cái đầu luôn kìa. Ở trong miệng nó có 1 cái đầu nữa. Trời, nó mọc sừng kìa. Cái chân nó to thiệt sự luôn. Ui ghê. Một vua xương. Chỉ cần anh nghĩ là một vua xương thôi là đủ tiêu diệt rồi. Ui ghê quá. Chạy. Ui, con chừng nó nổ chết á. Ui, rồi đâu ơi. Ui, con xương của anh chết mất tiêu luôn nè. Trời ơi, nó tự đánh nhau luôn đó ơi. Không. Được, anh sẽ tạo ra vua xương để ngăn chặn cuộc tấn công này. Trời ơi, nó tự đánh nhau rồi. Coi, 5 đấu 5, ủa anh chết luôn rồi. Cố đi anh ơi, đặt 5 đấu 5 mới đi. Mới có 1 thôi, cái này là mới là 1 thôi, chứ mà chưa là 5. Trời, anh MK phải đặt, phải chết thêm 4 lần nữa là mới đặt được 5 con á các bạn. Không. Ôi, có một lần đặt là nó dậm chết luôn à. Trời ơi, các bạn ơi, 5 Creeper nó tự ăn nhau kìa, không hiểu luôn á. Nó tự ăn nhau thì thôi rồi. Thôi anh nghĩ là anh tạo cỡ 3 con vua xương thôi là được rồi. Trời ơi, các bạn ơi, dẹp đi. Trời ơi, tụi nó đấu nhau kìa. Ui, tự đấu nhau luôn kìa. Ui. Ủa sao? Đó, nó thấy chưa? Anh tạo, ủa, ba mua xương sao cao vậy? Không hiểu luôn. Này, đứng trên đầu, dậm xuống, đập xuống này. Không sao, này, con thì chúa tể Creeper. Con Creeper của em mạnh chúa lắm. Chúa tể với chúng tôi. Ủa? Chúa tể với chúng tôi này, bủa trên đầu, bủa xuống nè, no. Một con. Trời ơi, nè, hai con nè. No, đừng. Chúa tể với chúng tôi này. Ôi, chết ba con rồi, còn 2 con nè. Chúa tể với chúng tôi, chúa tể đây. Chúa tể với chúng tôi này. Ôi, sao con vua xương nãy giờ chưa chết nữa? Ôi. Ủa, con Creeper nó bắn nè, mấy cái con lửa gì kìa. Đâu rồi? Ủa, Creeper đi đâu rồi, núp ơi? No, chết mất tiêu rồi. Không chịu. Không can tâm với lại cái trận đấu này. Nó phải đòi, phải tăng cường gọi là lực lượng nữa. Đó, bây giờ núp sẽ chơi gọi là 10 đấu 10, chịu không?
Không, anh không cần núp cho núp 10 luôn á, anh ba con thôi là được. Đó, núp quýnh đi, ngon, vô đây. Ok, trời bây giờ núp đặt 10 con nè, xong mà nó quýnh nè. Nó cẩn thận nha, nó phá banh thế giới luôn nè. Nó lét cái máy luôn á núp à. Nè, núp đặt nè, 1 nè, 2 nè, 3, 4. Ây ôi, chết luôn rồi mọi người. Ây, cái núp chết chết tao, chết đây, chết đây, chết đây. Ok núp. Ôi, 5 nè, 6 nè, 7 nè, 8 nè, 9 nè, 10, ui. Ôi, coi chừng nó lét cái máy luôn đó bồi. Ủa, nó lét luôn cái máy. Ôi, trận đấu không cân sức các bạn ơi, tụi nó đang đấu nhau kìa. Wow. Rồi. Ôi, sao con scare của anh nó chịu đựng được hay vậy? Trời ơi, vua xương của anh mà vua nó mới khác chứ. Ôi, dâm ba chúa tể. Ủa, con vua này đứng trên đây nó không có làm gì luôn nè. What the hell. Đó, vua là phải đứng ở trên cao phải không? Quýnh trên quýnh xuống, bữa trên bữa xuống. Trời ơi, các bạn ơi, nhìn cái con creeper nó có răng nhìn nó ghê thiệt sự luôn á. Ghê bình thường. Trời ơi, nhìn nó răng nhìn nó ghê quá à. Không, nó ghê bình thường à. Không, ghê bình thường gì. Trời ơi, ok, con vua xương của anh nó một chơi 6-7 đứa luôn kìa. What the hell. 1-3, cứ trung bình là một con là quýnh ba con, được chưa? Mạnh vãi nồi luôn. Ồ trời ơi, lắc rồi đó. Thấy mấy cục bóng bóng này nó rớt mà nó lét sao á bay. Ờ, nó lét là do nó đông quý á. Ờ, ơi từ. Ồ trời, mình đứng xa là không thấy mấy con gọi là vua, à lộn, chúa, cái gì đó. Mấy con gọi là cái gì á, cái gì quá rồi, anh Mk. Mấy con creeper là gì chúa ta? Chúa tể. À, chúa tể, trời nó cứ quên cái từ chúa tể hoài các bạn ơi. Trời ơi, cái con của nó mà nó còn quên nữa, anh thua nó luôn. Thua cái gì? Nó sẽ chiến thắng. Đó, đang quýnh nè, con nó nghĩ là con scare sắp chết rồi đó. Chết hộ cái. Chết, tôi nói là chết nè. Nói rồi, trời. Khó giết được cái ấy là con scare của anh lắm. Ôi, thôi, từ, bây giờ nó núp xuống đây nè. Đó, bây giờ núp xuống đây, núp có cái, núp xem dưới đây, được, xem nó có gì không. Trời ơi, nó quýnh gì mà quá trời hiệu ứng sấm chớp sấm sét, gọi là quả cầu lửa tè le học be hết tè le mà thành thế giới. Trời, các bạn ơi, mấy con cái pê đứng chụm nhau không biết nó làm gì, nó hùng nhau hay gì á. Trời, cái cổ gì nữa, kiểu chờ chết thôi, đứng chụm nhau chờ chết thôi. Nó no, không đâu, nó sẽ không bao giờ chết. Cố lên con chú tể creeper. Ôi trời ơi, con trời chừng. Ơi, nó giết hết mấy con vua xương của anh rồi đó ơi. Leo luôn, nó rồi. Không, anh làm chịu hồi lại con khác. Thêm một con nữa nè. Con cái cả đó. Thêm một con ơi. Nữa nè. Ôi, coi nè. Làm sao mà lại được. Thôi ơi, anh mà cay chết luôn rồi. Lại. Ôi. Thôi anh mà cay chết hoài luôn rồi các bạn ơi. Ôi ui. Ôi, anh chết hoài luôn đó ơi. Cứu anh đó ơi. Ôi, cứu sao? Để ta ba ta. Được. Ôi, rồi. Trời, nó đang quýnh ghê. Trời, vui sướng quýnh ghê. Ôi mẹ anh. Trời, cỡ dăm ba mấy con Ripper của Núp làm sao mà nãy giờ là anh cắp tôi. Đó, mấy con này của Núp mà chết coi như Núp thua. Nhưng mà không bao giờ thua đâu. Leo. Không thua mới lạ. Núp mà không thua. Núp không thua ai thua? Núp không thua thì anh mà cả thua chứ ai thua. nó lại đúng không? Anh không thua. Ôi, xem đi. Trời, nó chỉ mấy cái dao, cái đao vô con chú tể Ripper của Núp kìa. Đâu, chú tể Ripper còn đâu nữa. Dăm ba mấy chú tể Ripper nó cho bốc hơi luôn. Trời ơi, các bạn ơi, nó đấu nhau kìa. Ui, rồi xong nha. Con vua xương của anh là ăn đam hơi bị nhiều. Ăn đam, trời ơi, ăn đam với chúng tôi này. Ui. Ăn đam với chúng tôi này. Một con lên được, hai con lên được. Ôi, ba con lên được. Đó, ăn đam với chúng tôi. Không được, phải thắng nha. Ăn trời. Đam với chúng tôi. Chúng tôi tạo thêm một con nữa nè. Cho biết thế nào là độ nè. Cho một con trên trời anh mà ca. Ừ, trên trời sao nó đâu. Trên trời nhưng mà nó vẫn đánh được. À, trên trời hả? Thì chúng tôi phá block cho nó rớt xuống nè. Ừ, thấy chưa? Wow. Ừ, trên trời bay xuống. Wow. Trời các bạn ơi, chết rồi. Trời ơi, đừng nói là nguyên cái đám này mà thua cái con vua xương nha các bạn. Trời ơi, cỡ dăm ba mấy con chúa tể creeper, chúa hề này làm sao vậy? Gọi là ôi, chúa hề này làm sao vậy? Gọi là sao đánh lại anh được, thấy chưa? Còn mấy con. No, cần bốn con. Cố lên. Con, được, mấy được. Con à. Hai đấu bốn được các bạn ơi. Cố lên. Trời chắc chắn sẽ được. Một con vua xương của anh là chấp ba con creeper của nó.
Ủa ra 5 con rồi nè. What the hell, cái con ấy của núp nè. Nhưng mà ai? Nãy nó đẻ 10 con, giờ còn có 5 con. Sao một con nó lên đường ha? Cố lên. Trời ơi, chết tôi rồi. Cố lên cái chiếc tôi này. Cố lên này. Chúa tể này. Ừ. Đừng chết mà. Trời ơi, trời ơi, xong rồi các bạn thấy thấy cái thanh máu con kết với bờ mình nó sắp chết rồi. Ôi trời ơi. Mỗi lần. Ủa, sao còn 4 con vậy? Còn còn 3 con rồi, 4 con đâu ra. 4 con, bên này 3 con này con nữa nè, cho anh con nữa. Ồ. Đâu? Nhưng mà 10 con sao còn 4 con vậy? No. Trời ơi, bên kia chết chưa? Ui, đừng nói đừng chết hết nha. Trời ơi. 4 đấu bà. Chúa tể. Dạ. Chúa tể với chúng tôi. Ôi, chúa tể. Chúa tể này. Con à, no. Đừng chết. Cố gắng lên. Mình có thể làm được. Cố gắng lên clip. À, gì? Đúng gì? Rồi, mình có thể làm được. Ờ, sao còn có 2 con vậy? No, các bạn ơi. Không được. Mình phải chiến thắng cho bằng được các bạn. Chiến thắng hộ. À, sao còn có con gì? Rồi các bạn ơi. Cái kẹo này là xác định là Chúa hề với chúng tôi. Chúa hề. Chúa tể. Chúa tể đâu ra vậy? Trời các bạn ơi. Xác một con gì xác định là thua rồi. Thì nói chung thì cái là gì thắng được. Rồi. Thì ok, nói chung thì video của Nước Video. Và các bạn đừng quên là bình luận những cái con quái nào mạnh hơn nha. Trời ơi, con này nó sắp quẻo rồi nè các bạn ơi. Cái con clip này mình thì hai miệng răng dài với chúng tôi. Dài ơi. Răng dài với chúng tôi. Tưởng mắt con tipper đỏ rồi, miệng nó dài, miệng to rồi, răng năng ghê lắm chứ ai ngờ. Một giọng nó chết luôn rồi. Rồi luôn. Ha ha ha. Leo. Ok, thì nói chung thì video của Nước Video. Và các bạn đừng quên để lại cho Nước một nút like, một đăng ký, một nút chia sẻ nha. Và tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video quái vật đấu nhau tiếp tới. Bye bye. Trời buồn quá, chạy về.